Chương trình Toàn dân phòng cháy chữa cháy xin kính chào quý vị và các bạn. Kỳ này, sau bản tin 114 với những sự kiện nổi bật và tình hình cháy nổ, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sức lan tỏa từ phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2015. Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2015, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và đào tạo huấn luyện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu thành phố Hải Phòng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2015. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngày hội hiến máu thu hút 79 cán bộ đoàn viên học viên của trung tâm và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 6, phòng cứu nạn cứu hộ tình nguyện tham gia, trong đó có một số đoàn viên thanh niên đã hiến máu nhiều lần. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức thu được 79 đơn vị máu. Đây là hoạt động nhân đạo có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần xung kích trách nhiệm đối với cộng đồng của đoàn viên thanh niên cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố, là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với những người bệnh cần truyền máu. Thông qua hoạt động này, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng trong lòng nhân dân. Vào hồi 11 giờ 10 phút ngày 29 tháng 5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố nhận được tin báo cháy rừng tại khu vực đồi Cột Cờ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An. Nhận được tin báo cháy, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hải Phòng đã khẩn trương điều động 18 xe chữa cháy, xe chuyên dùng, máy bơm nước cùng nhiều thiết bị chữa cháy với hơn 300 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng đã triển khai đội hình phối hợp với các lực lượng quân đội, công an, đội phòng cháy chữa cháy dân phòng và nhân dân địa phương, tổ chức lực lượng khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa để chống cháy lan, đồng thời chia thành các mũi tấn công phun nước và sử dụng các công cụ thô sơ để dập lửa. Đến 19 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực căn cứ quân sự thuộc quân chủng phòng không không quân. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đảng ủy Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, tạo động lực thúc đẩy toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sức lan tỏa từ phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất. Những năm qua, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo phát động mạnh mẽ phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, động viên toàn lực lượng khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả toàn diện các mặt công tác phòng cháy chữa cháy, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Đó là những bông hoa tươi thắm của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố dâng lên bác kính yêu. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, ngay sau khi thành lập, Đảng ủy Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã chỉ đạo phát động phong trào thi đua từ cơ sở, đề ra chỉ tiêu cho từng đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế công tác chiến đấu, đã chỉ đạo toàn lực lượng phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ và phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, gắn phong trào thi đua với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, với phong trào xây dựng đơn vị văn hóa gương mẫu chấp hành điều lệnh công an nhân dân và các phong trào của các đoàn thể thanh niên, phụ nữ. Phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy được triển khai đồng bộ trên tất cả các nhiệm vụ chiến đấu, tham mưu, xây dựng lực lượng và hậu cần kỹ thuật. Một trong những điểm nổi bật nhất là công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp chỉ đạo và huy động được cả hệ thống chính trị triển khai nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy. Đi đầu trong lĩnh vực này là đội theo dõi chuyên đề, phòng tham mưu, một trong những điển hình tiên tiến của phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010-2015. Chỉ với 5 cán bộ chiến sĩ nhưng phải gánh vác khối lượng công việc không nhỏ, là cơ quan đầu não trực tiếp tham mưu hoạch định chiến lược cũng như từng chuyên đề của công tác phòng chống cháy nổ toàn thành phố. Khoa học, cần mẫn, lặng lẽ nhưng sục sôi trong mỗi cán bộ chiến sĩ ở đây một tinh thần thi đua quyết thắng. Đội đã nghiên cứu xây dựng hàng trăm kế hoạch, báo cáo tổng kết các chuyên đề, giúp Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo nhiều giải pháp hiệu quả, bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy. Thực hiện cái phong trào thi đua
do Đảng ủy Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố phát động, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chi bộ và lãnh đạo phòng tham mưu. Thì trong những năm vừa qua, thì cán bộ chiến sĩ và đội theo dõi chuyên đề đã giúp việc cho trưởng phòng để tham mưu với giám đốc ban hành hơn 400 văn bản là các cái kế hoạch, các cái phương án, các cái phân công nhiệm vụ cho các đơn vị cảnh sát phòng cháy cháy tham gia bảo vệ cho các hoạt động sự kiện. Và đến nay thì cũng đã có phần rất lớn và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động sự kiện trên địa bàn thành phố. Đội công tác chính trị thuộc phòng chính trị là đơn vị chủ công tham mưu cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố về công tác chính trị tư tưởng, trong đó bao gồm công tác giáo dục chính trị, phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, phong trào văn hóa văn nghệ và tổ chức công tác tuyên truyền. Đội đã giúp lãnh đạo đơn vị tham mưu cho giám đốc chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống của Đảng, của ngành, của đất nước và thành phố cho cán bộ chiến sĩ. Tham mưu đề xuất nhiều hình thức biện pháp phát động phong trào thi đua trong toàn lực lượng, động viên cán bộ chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khen thưởng kịp thời tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu. Chủ trì tham mưu phát động phong trào văn hóa văn nghệ trong toàn lực lượng, thành lập đoàn nghệ thuật tham gia hội diễn văn nghệ do Bộ Công an và thành phố tổ chức đạt thành tích xuất sắc. Công tác tuyên truyền không ngừng được nâng cao chất lượng với trang thông tin điện tử, chương trình truyền hình toàn dân phòng cháy chữa cháy đã góp phần quan trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc như vườn hoa đua sắc, những tổ công tác bám sát địa bàn, gắn bó với cơ sở để triển khai công tác phòng ngừa. Các phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận huyện tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương củng cố kiện toàn các đội phòng cháy chữa cháy dân phòng cháy chữa cháy cơ sở và xây dựng lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ. Sức lan tỏa của phong trào thi đua đã tạo nên hiệu quả thiết thực. 100% các quận huyện đã thành lập ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy. Toàn thành phố đã xây dựng và kiện toàn được 223 đội phòng cháy chữa cháy dân phòng với gần 4.000 đội viên, gần 5.000 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với trên 34.000 đội viên, là lực lượng sẵn sàng xử lý các sự cố cháy nổ ngay từ ban đầu. Tình hình cháy nổ đã được kiềm chế, bình yên về trên từng nếp nhà, góc phố và những công trình đang vươn cao. Phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hải Phòng đã tạo nên sức sống mới trong tất cả các lĩnh vực công tác. Những trăn trở ngày đêm của lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cho ra đời nhiều mô hình phòng cháy hiệu quả. Phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy tham mưu xây dựng nhân rộng mô hình cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn về phòng cháy chữa cháy, góp phần bảo đảm cho sự phát triển bền vững đối với các doanh nghiệp, được Chính phủ và Bộ Công an khen ngợi, chỉ đạo nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Trong tình hình chợ tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước liên tục xảy ra cháy lớn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 lại cho ra đời mô hình chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy chữa cháy với 20 tiêu chí an toàn cháy nổ, nâng cao nhận thức của chính quyền cơ sở và các doanh nghiệp, tiểu thương và nhân dân về tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống chợ ở Hải Phòng. Bước đầu đã làm giảm mức độ tiềm ẩn nguy cơ cháy. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, ban quản lý chợ và đặc biệt là phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Từ khi mà đặt ra cái mô hình chợ kiểu mẫu về phòng cháy chữa cháy thì bà con chúng tôi kinh doanh, chúng tôi rất yên tâm buôn bán làm ăn và được sự quan tâm hướng dẫn chúng tôi cách sử dụng phòng cháy chữa cháy để chúng tôi coi như là khi mà có sự cố về hỏa hoạn thì chúng tôi cũng tự xử lý được. Không quản nắng mưa hay giá rét, cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố vẫn hăng say thi đua luyện tập để có khả năng chinh phục những tình huống hiểm nguy nhất. Những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang ngời lên một tinh thần thi đua vì an ninh Tổ quốc, sẵn sàng lên đường vì sự bình yên của thành phố. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố thường xuyên xây dựng, bổ sung phương án chữa cháy chuyên nghiệp, kiện toàn các phương án chữa cháy lớn, xây dựng phương án chống gây rối, bạo loạn, tổ chức thực tập hàng trăm phương án chữa cháy chuyên nghiệp ở các trọng điểm, triển khai hàng trăm kế hoạch phương án với hàng nghìn lượt xe chữa cháy và hàng vạn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và các đoàn khách trung ương quốc tế thăm làm việc tại Hải Phòng. Trong 3 năm liền, năm 2012, năm 2013 và năm 2014, thì đơn vị chúng tôi đã được Bộ Công an ghi nhận và tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở
được Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy cháy công nhận đơn vị quyết thắng. Để làm tốt được vấn đề này thì theo chúng tôi, trước hết là việc thống nhất cao của cấp ủy lãnh đạo đơn vị trong cái việc tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch công tác. Và cái thứ hai là cấp ủy lãnh đạo đơn vị gương mẫu bám sát các cái nội dung chương trình kế hoạch cùng với cán bộ chiến sĩ để thực hiện tốt các nội dung chương trình kế hoạch công tác đã đề ra. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ trên sông là đơn vị lập nhiều chiến công xuất sắc. Lần đầu thử lửa giữa biển khơi, đội đã cứu chữa thành công tàu San Cheng đang bốc cháy dữ dội, bảo vệ an toàn cửa ngõ giao thông hàng hải của thành phố. Tiếp đó, đội đương đầu với cuộc chiến đấu khi con tàu Borie, quốc tịch Cộng hòa Síp, chở phốt pho bất ngờ bốc cháy tại khu vực Lạch huyện. Nguy cơ gây nhiễm độc trên diện rộng, song dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố, các anh đã mưu trí dũng cảm đi đầu tiếp cận điểm cháy đầy chất độc, chinh phục ngọn lửa ác, góp phần cùng toàn lực lượng bảo vệ con tàu và hàng hóa trị giá hàng nghìn tỷ đồng cùng 11 sĩ quan thuyền viên. Gần đây nhất, đội lại cứu chữa thành công con tàu Cosmic 9 của Indonesia trọng tải 3.000 tấn chở đầy nhựa đường do sự cố bốc cháy ngay sát khu vực tổng kho xăng dầu Thượng Lý. Với cái điều kiện vật chất, cơ sở vật chất khó khăn, cán bộ chiến sĩ còn thiếu và yếu, nhưng với cái lòng yêu nghề yêu nghiệp, với sự quyết tâm, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, với sự quyết tâm của lãnh đạo cấp ủy đơn vị, chúng tôi đã chỉ huy anh em luôn luôn luyện tập sẵn sàng chiến đấu để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao và sẵn sàng giữ vững cái bình yên của thành phố cảng, nhất là các cái tuyến mà được giao địa bàn quản lý về tuyến sông biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc đã lồng ghép với nhiều phong trào cách mạng khác. Hàng trăm đợt sinh hoạt chính trị của tuổi trẻ và phụ nữ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố diễn ra sôi nổi thiết thực. Với các mô hình công trình hiệu quả như đầu xe thanh niên quản lý, vọng gác thanh niên, bếp ăn kiểu mẫu, ngôi nhà an toàn phòng cháy chữa cháy cho phụ nữ và các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua 4 năm đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng đã được Chủ tịch nước tặng huân chương chiến công hạng nhì, gần 600 lượt tập thể cá nhân được Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố và các cấp tặng bằng khen, giấy khen. Năm 2012, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc. Hai năm 2013-2014 được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn trong thời gian tới các phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, tiếp tục quán triệt triển khai sâu rộng hơn nữa, cụ thể hơn nữa đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng về công tác thi đua khen thưởng. Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc gắn với các hoạt động khác của Bộ Công an, của Thành ủy, của Ủy ban Nhân dân và các ban ngành phát động, với mục tiêu là xây dựng được Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy không ngừng trưởng thành, đáp ứng được mọi yêu cầu công tác. Và tiếp theo là không ngừng đổi mới hình thức các biện pháp phát động phong trào thi đua, làm sao sâu rộng hơn, kết quả hơn, giúp cho các tập thể cá nhân có những điều kiện để thi đua phấn đấu làm tốt nhiệm vụ chính trị của mình, và đồng thời cũng tăng cường chỉ đạo làm tốt công tác sơ kết tổng kết các phong trào, từ đó tìm ra được những tập thể cá nhân, những gương điển hình để nhân rộng trong toàn lực lượng. Quá trình chiến đấu xây dựng trưởng thành của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng luôn gắn liền với phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và được nuôi dưỡng bằng những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, những gương người tốt việc tốt, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc trong lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng sẽ là động lực cho giai đoạn phấn đấu mới, giai đoạn toàn quân, toàn dân chung tay xây dựng và bảo vệ thành phố phát triển bền vững, xứng đáng là thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại. Chương trình toàn dân phòng cháy chữa cháy kỳ này xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.